Ở thời điểm cây sầu riêng Tây Nguyên bước vào giai đoạn sau thu hoạch, nhà vườn cần chú ý phục hồi ra sao để chuẩn bị cho mùa vụ mới bội thu? Những nội dung này sẽ được tiến sĩ Trương Hồng tư vấn cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 30 tháng 10 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.